Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần vừa qua, học viên lớp cao đẳng được Thầy Thanh Nguyên giảng vi diệu pháp. Sau đó, Thầy Trung Duệ đã giảng Đại Thừa Trị Quát Luận. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học vi diệu pháp, Thầy Thanh Nguyên đã giải thích tâm đáo đại thuộc về tâm sắc giới, gồm có 15 tâm thiện sắc giới và 12 tâm thiện vô sắc giới. Tâm đáo đại là tâm đi vào nơi chốn tốt đẹp hơn, hướng tới một phương trời cao xa, rộng mở. Cũng đồng nghĩa từ nay sẽ xa dần tâm vô tình hảo, cõi dục và chỉ giữ lấy tâm tình hảo, hướng về sắc giới không thôi. Có được tâm đáo đại này là biết chuyên chú tu tập ly dục, ly ác bất thiện pháp, làm nền tảng căn bản. Tâm này chính là cửa ngõ của người bước vào thiền cảnh, cõi sắc giới, chứng và chú sơ thiền. Tính chất của người mang tâm này là luôn sống trong chánh niệm, ý thức sáng suốt để không tạo ác. Nhờ sự tỉnh giác, người này biết ghi nhận rằng cái chết thường xuyên có mặt mà giảm dần bất thiện. Yếu tố chánh niệm mới giúp cảnh giác, sự tỉnh thức vì không biết lúc nào tự mình sẽ đạt chứng đắc. Tâm đáo đại không còn thiên về trần cảnh, nhất là không để cho những đối tượng của năm thứ dục lạc quyến rũ sắc, thanh, hương, vị, xúc lôi kéo con người trở về dục giới. Sắc, thanh, hương, vị, xúc lôi kéo con người trở về trong dục giới. Sắc chỉ còn là một đề mục quán chiếu của chúng sinh cõi sắc giới để tu tập thiền định thôi, không phải thứ sắc của dục giới. Trong 15 tâm thiện sắc giới sẽ có 15 cảnh để cho tâm này quay về. Tâm này có xuất hiện nơi cõi dục giới cho chúng sinh và 6 cõi trời lục dục. Tuy nhiên, sức định lực chưa mạnh mẽ lại không liên tục nên trạng thái an tĩnh này chỉ thoáng qua yếu ớt nơi một hành giả ngày nay. Tâm đáo đại lấy sắc pháp làm cảnh mà rèn giũa cho cái thô trược ngày càng trở nên vi tế và rồi mất dần hẳn tâm tham sắc. Thế nên chư thiên có được sắc tướng tốt đẹp hơn hẳn là vì vậy. 15 tâm sắc giới được phân loại thành 5 tâm thiện, 5 tâm quả và 5 tâm hành hoặc cũng là tâm duy tác. 5 tâm thiện lấy sắc pháp làm đề mục tu thiền, như chiếc bè làm phương tiện để đến nơi mà thôi. Nhờ quán chiếu thì mới khởi tâm mong ước vươn tới thật mạnh mẽ, phát triển nhân của tuệ nhàm chán, nên đạt đạo quả ở cõi sắc giới. Vì mong tìm sự xuất ly quá dũng mãnh, chán ngán cám cảnh xoay vần, nên muốn chấm dứt các vị ngọt của tham đắm và ý thức sự nguy hiểm từ dục lạc, nên quyết chí tìm đường thoát ra. Môn học vi diệu pháp phân tích tỉ mỉ tâm thiện sắc giới thành các nhóm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Nó tương ưng cùng với tầm tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Bài học tâm đáo đại phần 2 sẽ được tiếp tục vào buổi học hôm nay. Vào giờ học Đại Thừa Trị Quán Luận, Thầy Trung Duệ đã phân tích sự viên dung không khác giữa tướng và tánh của ảnh hiện trên tấm gương. Luận sư nêu rằng tấm gương làm thể như lai tàng là tánh của một ảnh và cũng là tánh của nhiều ảnh. Nó hiển hiện các ảnh trên gương không kể đẹp và xấu. Cũng vậy, tướng của một hoặc nhiều loại hình, hoặc to lớn hoặc nhỏ bé, thứ nào cũng lộ rõ đồng như vậy. Tất cả tướng đều xuất hiện trên mặt gương không khác. Do tướng của tất cả hình ảnh đều lấy tánh của chúng làm thể và tánh cả hai cùng dung hợp lẫn nhau nên tướng lại hòa hợp nhau. Vì thế mà nên tin tưởng thật chắc rằng tất cả chư Phật, tất cả chúng sinh đồng một như lai tạng, tâm thanh tịnh không ngăn ngại lẫn nhau. Điều đó lại để hiểu rõ thêm thể của tịnh tâm có khả năng huân tập, thu nhận các pháp tùy theo nghiệp mà có sai biệt quả báo,
chứ chúng không đồng nhau. Hai quả báo nhiễm và tịnh chỉ phát sinh là do tâm thể duyên với sức huân tập nghiệp tịnh hoặc nhiễm, chứ chúng chẳng biết gì nhau. Nhưng vì sao chỉ một tâm tánh dung hợp lại sinh nhiều quả báo khác nhau? Đây là do chưa thật hiểu ý nghĩa của cái sai khác ở trong cái không sai khác, cho nên mới hỏi. Nói chung thì tất cả thánh phàm đều lấy tịnh tâm làm thể mà không hề có nghi ngại. Điều này do từ trong kinh đã chứng tỏ rằng tất cả chư Phật đều lấy chân tâm duy nhất làm thể, lại được biết chư Phật đồng một pháp thân. Vậy nên chư Phật và khắp các chúng sinh đồng một pháp thân. Pháp thân còn lưu chuyển trong lục đạo nên gọi là chúng sinh. Nhưng ngược dòng sinh tử trở về nguồn chân thì gọi là Phật. Tất cả chư Phật, tất cả chúng sinh chỉ đồng một tâm thanh tịnh, đồng một Như Lai tạng, đồng một pháp thân bình đẳng. Thầy Giáo Thọ nhấn mạnh, người học tu chúng ta tuy có ý thức nhận biết về dòng lưu chuyển của nghiệp thức sinh diệt luân hồi do nhờ có được học pháp Phật, nhưng thực sự chưa trải nghiệm vì thiếu quyết tâm hạ thủ công phu mà cam chịu chấp nhận sức mạnh dẫn đưa tùy vào nghiệp. Khi chưa có điều kiện nhân duyên thuận tiện tu học thì không biết, không màng tới đã đành, nhưng lúc có môi trường tốt đẹp lại cũng dửng dưng bước qua. Vậy mới nói tâm lực của mỗi chúng ta vẫn thấp kém và đạo lực cũng chẳng mấy kiên trì. Khi đối diện với hoàn cảnh thử thách cần phải vượt qua mà vì tâm đạo yếu đuối tất sẽ buông xuôi và bỏ cuộc. Hoặc khi lâm chung cận tử thì tâm trạng vẫn còn luyến thương tiếc nuối vì nhiều lẽ không đành. Như vậy, tâm thanh tịnh chưa đạt thành vững chắc và tánh bình đẳng còn khó dứt trừ. Nay luận sư lại luận giải để chỉ ra pháp thân của chúng sinh và pháp thân của chư Phật là một. Do vì được căn cứ vào hai cách là đem sự đối chiếu với thể mà nói có hai tên pháp thân, và căn cứ vào sự để rõ tánh, rồi đem tánh đối chiếu với thể để nói hai tên pháp thân. Hiện tướng của phàm thánh không đồng là đem sự mà nói, nhưng tâm thể bình đẳng chỉ duy nhất có một, cũng như tấm gương hiện ảnh của người và hiện ảnh của vật. Tịnh tâm là gương và chỉ có một, nên chân pháp giới bình đẳng, không có chư Phật độ chúng sinh. Hình ảnh hiện trên gương có khác nên thường trang nghiêm tịnh độ, giáo hóa chúng sinh. Do ý này mà giải thích hai tên khác nhau của tịnh tâm. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5h45 đến 6h45 chiều, Thầy Thanh Nguyên giảng Vi Diệu Pháp. Lớp cao đẳng từ 7h đến 9h tối sẽ được học Đại Thừa Chỉ Quán Luận do Thầy Trung Duệ giảng và Vi Diệu Pháp qua lời giảng của Thầy Thanh Nguyên. Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Các học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.